Xin chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Happy Cream trong game tập kích. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một khẩu súng, đó là khẩu súng TMP đã nâng cấp mắt trong game đấu đầu tiên, đó là game đặt bom. Và đây là hình thức đấu vanh. Tôi đang di chuyển sang khu vực B và đã chạy qua rất nhiều nhưng mà chả thấy ma nào game cái khu vực này. Khó hiểu. Vâng, xong bom rồi, vẫn chưa thấy thành viên nào của bên địch quyết định đi sang đây để gỡ bom. Thì đã có một vị trí đồng đội thêm ở khu vực hầm. Vâng, vẫn chưa thấy ai sang để gỡ bom. Đi đâu hết rồi, không biết nữa. Nằm xuống, nằm xuống rồi, mất rồi anh. Rồi tiếp tục còn pha nhặt bom nữa của mình. Có địch. Rồi chú chim sâu gặp ngay bác làm vườn rồi, mà chú chim sâu đã phải nằm xuống. Xem còn ai không? Bạn nữa đi đâu à? Như các bạn thấy, TMP này tuôn đạn rất là nhanh, tuôn đạn cách bá đạo luôn. Không biết khẩu này mà lắp đạn xuyên giáp rồi thì nó bắn là những gì mà thôi, quyết định sẽ dành đạn xuyên giáp. Bắn bừa rồi. Rồi nát hit đã kết thúc nhân vật còn lại của Liên Minh và tôi lại nhặt được bom. Vâng, 3 trận đều nhặt được bom, chắc là phải đi đặt bom. Lần này sẽ cho khu bệ. Một pha nóng ngơ và đã phải trả giá bằng rất là nhiều máu bị mất. Cái gì đặt bom kìa, nhà vô kiếm ăn sót luôn. Được ăn nhanh mà dễ. Rồi đã đột nhập được vào khu vực B và lại tiếp tục đặt bom. Để gì chứ, nghề đặt bom là nghề của em rồi. Đủ. Nằm xuống đi anh. Ui ôi. Quắt. Ố, không sao. Cầm dao đi bạn. Chú chim sâu này gặp mình như kiểu bị ngáo ấy. Cầm dao đi xỉa. Là khó hiểu. Nào xem ai game cuộc B rồi nhẹ này. Vâng, đã có 2 mạng dành cho bên phiến quân và bên Liên Minh chỉ giết được 1 mạng. 2-1. Quá lời. Rồi, vẫn không có ai kem luôn. Đặt bom. Rồi, một mạng nữa làm xuống. Dự là... Ui, khi thì game này kết thúc rồi. Tôi đã đặt được bom xong lại còn... Cái nhân vật cuối cùng ở lại cái này. Chỉ có win rồi. Này, tôi đặt bom. Thế mà vẫn đang ngủ. Nhưng mà vẫn nhìn thấy. Chú chim sâu ạ. Chú chim sâu ngáo ngơ. Rồi. Đấy rồi, đây rồi. Nhìn thấy rồi nhá. Ui giời ơi, một pha headshot của khẩu UMP 45 Lucian. Kết thúc game đấu đầu tiên. Để lại đặt bom thì như các bạn thấy ở TMP phát huy tác dụng rất là tốt luôn. Cùng đến với một game đấu thứ hai luôn. Cái link A chém này hiện giờ đang là chủ clan Happy Cream, và sắp tới mình sẽ đổi tên thành nick có tên là Tuấn HT. À quên, Tuấn HC. Và có một dấu tích ở 6 nick.
thích con HC kia thì hiện giờ là mình sẽ rẻ đấy và không chơi nữa. Dù cũng đã nâng cấp được khá nhiều súng lên level khá là cao rồi, nhưng mà clip này được một bạn ở trong LAN tặng nên là rất cảm ơn. Và không ai khác đó chính là Quan Kép. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Quan Kép có một nick HD đó là Tuấn Kinh Tế, nên là ai chơi trực tiếp thì có thể kết bạn với bạn nhé. Như thế chớ nhìn đấy mà mất cục máu à. Rồi game thứ hai của trận sinh tử. Ôi đều ôi rồi nhảy nhót này. Kết game thứ hai. Đây là một trận đấu khá là nhàn với mình. Khi mình cầm khẩu TMP này cũng là thuộc hết bá đạo rồi. Và mình cảm giác như khẩu TMP này so với khẩu T90 cùng là một dòng SMG có cách bắn khá và lượng xả đạn khá là giống nhau. Nhưng mà thế mà chết được. Nhưng mà cầm khẩu TMP này cảm giác di chuyển làm sao nhỉ? Để em bí tử. Cầm khẩu TMP thì mình kiểm soát được cái cách di chuyển mình nhiều hơn là khẩu P90. Còn đằng sau kìa, đi đâu vậy? Thôi game này chắc thắng. ITC ngửi đến người lạ này cũng đã chết rồi. Gì đây? Mình định hãy ITC tẩm phán. Rồi anh đi đâu đây? Ồ, sáng không nữa chứ. Ghê gớm. Mà pha kích thì bị xỉ nhục. Quá quá tuyệt vời. Anh kia đã ghi được một trận thắng nhờ hòa. Mà chẳng ai đi đường này mà. Không ai dám đi đường này với tôi sao? Không có bom. Dựa vào bom của đồng đội. Ui dồi ôi, lọc phát. Ui giời ơi. Còn luôn. Nắm lùa với mình là rùa. Đứng xếp hàng lên cho mình bắt. Rồi quyết định xông pha thẳng nhà địch luôn. Không phải lăng nhăng. Rồi. Có làm thấy đi ở đây cơ mà. Bro đã ăn được một mạng bên đấy rồi thì chắc chỉ có bên này thôi chứ nhỉ. Bắn gì đấy bạn ơi. Vâng, 5 trận thắng quá nhạt luôn. Cháu chút nào ăn tính khi mà bên địch bị ép cách rất là dã man tàn bạo. Quả bom. Nhìn cái quả bom rồi nhé. P90 rồi, kết thúc trận đấu. Anh xem một tay đi thành gà. Mà tỷ số thì như các bạn biết đấy, trận 4-0 và trận 6-1. Rồi kết thúc 8 team cho game đấu tương tự này. Và đạt huy chương đồng. Và như vậy thì clip có lẽ nên dừng ở đây thôi. Các bạn thấy hay hãy đừng quên like, subscribe kênh. Và nhớ là share video này.
mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.